Support Carvajal, Real nên mua người. Rất là đáng tiếc Carvajal lại bị chấn thương rất Vâng. nặng và coi như cũng sẽ kết thúc mùa này đấy. Em nghĩ thế, cái chấn thương đấy của Carvajal đây là chấn thương nặng nhất mà anh ta gặp phải trong cái sự nghiệp thi đấu của mình. Sau rất nhiều năm rất đỏ của Carvajal, tức là anh ta hầu hết là cũng không chấn thương nặng lắm. Em nhớ là chấn thương nặng nhất của Carvajal cỡ khoảng 2 tháng thế thôi, chứ còn anh ta cũng chả mất mùa giải nào cả. Anh ta đã đoạt rất nhiều danh hiệu cùng với đội tuyển Tây Ban Nha, cùng với câu lạc bộ Real Madrid. Nhưng đây là đen đủi của anh ta ở chặng cuối sự nghiệp. Và chắc chắn mất Carvajal, Real Madrid sẽ phải tìm một phương án để thay thế. Và người ta đang nhìn về trường hợp của Alexander Arnold. Support Carvajal, Real nên mua người. Rất là đáng tiếc Carvajal lại bị chấn thương rất nặng và coi như cũng sẽ kết thúc mùa này đấy. Em nghĩ thế, cái chấn thương đấy của Carvajal đây là chấn thương nặng nhất mà anh ta gặp phải trong cái sự nghiệp thi đấu của mình. Sau rất nhiều năm rất đỏ của Carvajal, tức là anh ta hầu hết là cũng không chấn thương nặng lắm. Em nhớ là chấn thương nặng nhất của Carvajal cỡ khoảng 2 tháng thế thôi, chứ còn anh ta cũng chả mất mùa giải nào cả. Anh ta đã đoạt rất nhiều danh hiệu cùng với đội tuyển Tây Ban Nha, cùng với câu lạc bộ Real Madrid. Nhưng đây là đen đủi của anh ta ở chặng cuối sự nghiệp. Và chắc chắn mất Carvajal, Real Madrid sẽ phải tìm một phương án để thay thế. Và người ta đang nhìn về trường hợp của Alexander Arnold đang chơi cho câu lạc bộ Liverpool. Anh Quang Huy, có lẽ tiếng gọi của Real thì chưa bao giờ một tiếng gọi khiến cho người ta có thể gạt đi, đúng không ạ? Mặc dù Arnold vẫn được quy hoạch là đội trưởng tương lai của câu lạc bộ Liverpool. Arnold nếu mà đến Real là cũng có lý đấy, bởi vì là anh ấy là cầu thủ từ trẻ trưởng thành từ Liverpool. Tuy nhiên là mọi danh hiệu với câu lạc bộ đã có rồi và bây giờ là một triều đại mới, có vẻ như anh hợp với thời Klopp hơn. Thì bây giờ sang một triều đại mới thì Arne Slot có thể sẽ có phương án khác. Nếu mà Arnold ra đi, có thể Slot sẽ có người để mà lấp được, và cái lời mời gọi từ Real thì luôn hấp dẫn. Chơi cho đội bóng Hoàng gia Madrid là một cái trải nghiệm nó rất là khác. Và nếu mà chuyển đến thì tôi thấy cũng có lý. Hiện nay trong trường hợp mà Carvajal bị đau thì có thể lại dùng lại một cái công thức quen thuộc là Lucas Vázquez. Ngày trước hay đá chỗ đấy, hoặc là Van Verde lùi về đá. Nhưng mà dù thế nào thì đấy cũng là mất mát. Tức là họ vẫn cần một hậu vệ biên đúng nghĩa, gọi là công thủ toàn diện. Như thế với là Real, chứ còn nếu mà dùng tạm thời như vậy cả mùa là không ổn. Vâng, rõ ràng là Real Madrid sẽ cần phải cải thiện rất là nhiều những vị trí khác nhau. Ví dụ như ở chỗ tiền vệ, là em nghĩ rằng giờ phút này Ancelotti cũng đã phải tìm kiếm những cái nhân vật có đủ khả năng để thay thế cho Toni Kroos. Chứ còn ông ta đã sử dụng cả Van Verde rồi Camavinga ở vị trí đấy, nhưng mà cũng không phải là những người có cái tố chất giống như Toni Kroos để đảm bảo một cái sự vững vàng ở tuyến giữa. Còn lại thì vị trí hậu vệ chắc chắn là phải có sự thay đổi rồi. Cũng có một giải pháp là đưa Eder Militao ra đá hậu vệ phải, rồi chờ sự trở lại của David Alaba, bởi vì Alaba cũng đã quay lại tập rồi cùng với các đồng đội rồi. Thì đây cũng là một giải pháp, bởi vì Rudiger và Alaba hoàn toàn thể trở thành một cặp đôi trung vệ tốt của Real Madrid, đúng không ạ? Nhưng mà về lâu về dài thì bắt buộc vẫn phải tìm người, bởi vì nói thế thôi, Carvajal cũng có tuổi rồi, đúng không anh? Cũng có tuổi rồi thì cũng nhân dịp này là phải tìm người thay thế luôn. Militao ra đá ở đấy thì về phòng ngự có thể yên tâm, nhưng mà cái lên biên của anh ấy chắc chắn là có vấn đề. Thành ra nó chỉ là tình thế thôi, chứ tôi nghĩ lâu dài là chắc là có lẽ chuyển nhượng mùa đông là họ phải tìm rồi. Thằng nhỏ này đá rất lười, không khác gì Martial bạn trẻ hơn. Hôm qua lúc Zixi vào sân chúng ta thất vọng thật. Anh ta không có một cái tình huống nào khiến cho chúng ta cảm nhận rằng là cái sự xuất hiện của anh ta có tác dụng với cách chơi của Man United, đúng không ạ? Có lẽ là tâm lý, khả năng bắt nhịp và cảm giác bị đẩy lại bằng ghế dự bị, nó khiến cho Zixi không có một cái trạng thái tốt nhất, đúng không ạ? Vâng, tôi cũng thấy, tức là tôi cảm giác cái chỗ của Bruno nó tạo ra nhiều cái bất ổn về cả chuyên môn và tâm lý. Tại sao giờ thế cứ giữ, cứ để cho Zirkzee đá chính ở vị trí của Bruno đi, hoặc là Eriksen. Tức là nên có những sơ hở. Tôi thấy cái chỗ của Bruno đang làm y cả một hệ thống tấn công của MU. Đấy là cái cảm nhận của tôi. Bạn John Nguyễn này nói không bẻ ghế Erik ten Hag, tại sao mà nó rất thiếu nhiệt đến vậy? Ngày hôm qua là họ chấp nhận là họ đá theo cái kiểu đó để chi tiêu cảm xúc của Aston Villa, để họ có một cái cảm giác là an toàn trước đội bóng này. Chứ nếu mà đá bùng lên theo cái kiểu là đôi công với Aston Villa, em nghĩ rằng là vào lúc này Man United không đá được với Aston Villa. Không đá được. Vâng. Đôi công là thua sớm và sẽ rất nhiều cái kẽ hở. Nhập cuộc như vậy hôm qua là khôn ngoan. Nói chung phòng ngự hôm qua là tốt. Khi mà
khi mà không không dâng lên và đá một cách thăng bằng là phòng ngự là tốt, thế nhưng mà có cơ hội thì lại không không tận dụng được. Vâng, bạn Loan Cút, em anti Man United lâu rồi nhưng thích anh Huy, mà dạo này Man United thua em thấy chẳng vui vẻ gì. Mong Man United thay Ten Hag và đá hay trở lại, lúc đó thua mới vui, he he. Đúng, cảm giác mà có lối đá thì thua cũng vẫn vui, đúng không ạ? Chứ còn tình hình này xem Man United thật sự là không khác gì tra tấn cảm xúc cả anh Huy ạ. Đúng là như vì vậy. Là vừa không vui, vừa không thấy thỏa mãn, lại còn vừa không có kết quả tốt nữa. À, thì làm sao mà vui được, đúng không ạ? Kiểu như Chelsea hiện nay ấy, là các trận đấu của Chelsea mọi người đều chờ đợi. Vâng. Bởi vì là mặc dù vẫn có những sai sót, lực lượng vẫn còn bị mỏng, nhưng mà tấn công ra tấn công, phòng ngự ra phòng ngự. Chứ còn MU hiện nay là hôm qua chúng ta nói với nhau rằng là hàng công rất là cùn ấy, thì thực ra nhìn rộng ra là có thể nói là không có lối chơi. Tức là phòng ngự ở đây cơ bản, bản chất của phòng ngự là phá, tức là ông phá thì phá người ta là ông có thể làm được, nhưng lối chơi là không tạo dựng được. Và đấy, sâu xa của MU hôm qua là không có lối chơi, từ đó dẫn đến hàng công rất là cùn. Con chào chú Huy, anh Quân. Cá nhân con là fan Man United từ thời sơ và của MU. Xem Man United bây giờ, con chỉ mong Man United thua liền 1-2 trận nữa để Ten Hag out thôi ạ. Đấy là cảm giác của rất nhiều người. À, bản thân tôi không phải fan của Manchester United mà tôi còn mong muốn chuyện đấy xảy ra cơ mà. Vậy thì những người mà đã yêu đội bóng này, đã mong muốn đội bóng này chơi một thứ bóng đá nó thoải mái hơn, thú vị hơn, thì chắc là mọi người còn sốt ruột đến đâu nữa. Cũng mong rằng là ban lãnh đạo Man United sẽ có những quyết định thật nhanh. Chứ để những tình trạng như thế này thì em nghĩ rằng là làm sao có thể hy vọng rằng là một bước tiến lên thật nhanh. Đúng không ạ? Bởi vì nếu mà đã có thể làm được điều gì thì Ten Hag đã cố gắng làm cái điều đó trong suốt những trận đấu vừa qua rồi, chứ không phải là đợi tôi nhé, thêm vài ngày nữa nhé, hay vài vòng nữa nhé, đội bóng của tôi sẽ chơi hay hơn. Rất khó để có chuyện đấy, đúng không ạ? Vâng, không thể trông chờ gì nữa cả. Tức là cảm thấy là mọi chuyện nó chỉ đến thế thôi. Vâng. Thế còn các trận đấu gần đây thoát thua cũng là bởi vì có những cái cá nhân người ta, tức là người ta dù sao cũng là những tuyển thủ, người ta có cái cay cú riêng của người ta trong từng trận đấu cụ thể, và người ta có những cái tích cực, những cái nỗ lực để mà làm nên chuyện. Ví dụ như đá Porto 10 người nhưng Maguire vẫn có thể đánh đầu tung lưới đối phương, thì đấy là dấu ấn cá nhân. Và đấy, kể cả như trận đấu vừa rồi thì cũng có những người chơi nỗ lực để mà tạo ra một cái trận đấu mà MU có điểm, nhưng mà rõ ràng cái lối chơi của đội bóng và cái năng lực cầu thủ là nó xa nhau quá, thành ra là không đi đến đâu cả. Vâng ạ, và Manchester United không thể chịu đựng cái cảm giác mà cứ hòa như thế này được, bởi vì anh Huy cũng biết rằng là 3 trận hòa với bằng 1 trận thắng mà. Thế nên nếu mà cứ đá như thế này thì mãi mãi ở cái top này thôi. Tại sao ngày hôm nay chắc admin của VAR 370 cũng rất bức xúc, nên là cũng để một cái dòng tít là top 14 Premier League đua tranh căng thẳng, bởi vì là không có ai muốn rằng là Man United phải rơi vào cái vị trí này cả. Bạn Hảo Trần này, em thấy đội hình xuất phát hôm qua không khác khi đầu chọc mới đến, mua nhiều cuối cùng muốn gửi ghế vẫn phải nhờ người, muốn giữ ghế đúng không ạ, mới vẫn phải nhờ người cũ. Công nhận là như vậy. Ngày hôm qua chúng ta lại nhìn thấy Maguire, lại nhìn thấy Johnny Evans, rồi Christian Eriksen, những người vốn dĩ đã tưởng không còn tương lai ở đội bóng nữa nhưng cuối cùng vẫn có. Thì em quả thấy là Erik ten Hag cứ vòng vo kiểu gì ấy. Và các bạn có cảm thấy không? Là anh Huy rất khó trả lời, bởi vì chả nhẽ lại không trả lời câu hỏi của các bạn, nhưng mà cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một cái sự thất vọng với huấn luyện viên của Man United, đúng không ạ? Hôm nay thì tòi ra một cái ý tích cực, tức là sa thải muộn có khi lại khiến cho cái quyết định sa thải và thay ai nó chín mùi hơn. Đấy, thì mỗi một hôm là phải tìm một cái tích cực thì chứ biết làm sao được. Vâng,